Bên dưới video này, có một cái video phân biệt hai loại kem Clorbetamil G mới nhất hiện tại. Bạn bấm vào link bên dưới mô tả video này để xem nhé. Kem trị nám Clorbetamil G là một trong những dòng kem trị nám cực kỳ hiệu quả. Sản phẩm này của Thái Lan nhưng đã được chị em phụ nữ mình tin tưởng và mua nhiều lắm. Cũng chính vì kem này trị nám cực kỳ tốt nên bán rất chạy, ai cũng tuyển tay nhau để mua kem này về trị nám. Thế nên kem này hàng giả nhiều lắm và cực kỳ khó phân biệt. Trong video này, mình sẽ chỉ cho bạn cách phân biệt hàng thật giả kem Clorbetamil G này để bạn biết mà mua đúng hàng chính hãng nhé. Cụ thể hơn, mình sẽ chỉ cho bạn biết 3 mẫu kem Clorbetamil G hàng nhái đang được bán lẫn lộn trên thị trường. Kể cả những shop lớn cũng chưa chắc đã biết được cách phân biệt này. Còn những người mua hàng như bạn thì rất dễ dàng bị mua nhầm vì những loại hàng giả này quá giống với hàng thật. Như bạn đang nhìn thấy thì đây là 3 mẫu kem ban ngày được làm nhái trong bộ kem trị nám Clorbetamil G. Mình bóc ra và đặt cùng một chỗ thì bạn có thể nhìn thấy sự khác biệt khá rõ ràng, chứ nhìn nguyên vỏ hộp bên ngoài hoặc để riêng từng hộp ra thì gần như không thể phân biệt được hàng giả. Cũng tương tự như kem này thì nếu đặt 3 hũ kem đều một chỗ thế này thì bạn cũng dễ dàng phân biệt được thông qua màu sắc kem. Nhưng nếu để riêng ra từng hộp hoặc nếu nhìn qua toàn bộ hộp kem từ vỏ bên ngoài đến hình dạng cấu tạo hay màu sắc hộp kem thì gần như là không thể nhận biết được hàng giả là như thế nào. Đó là lý do mà có nhiều bạn thắc mắc là ai xài kem Clorbetamil G cũng hết nám, trong khi mình xài thì không hết nám, hoặc hết nám nhanh, nhưng sau đó lại bị nám trở lại và bị nặng hơn trước khi chưa xài kem nữa. Nếu bị tình trạng không hết nám hay mở nám, hoặc nám bị lại nặng khi xài kem Clorbetamil G này, thì có thể do bạn đã mua phải hàng giả mà không biết. Thậm chí nhiều người bán kem cũng không thể phân biệt được hàng giả, nên khi bán hàng cứ cam kết hàng chính hãng nhưng thật ra thì họ không biết cách phân biệt được hàng giả là thế nào. Ngay sau đây mình sẽ chỉ cho bạn chi tiết cách phân biệt từng loại kem giả đang được bán lẫn lộn trên thị trường, để bạn biết cách phân biệt mà mua đúng hàng chính hãng thì xài mới hết nám được. Loại kem giả thứ nhất này, bạn gần như là không thể phân biệt được đâu là kem giả và đâu là kem thật, vì mọi thứ đều giống nhau, từ hình ảnh, màu sắc cho đến kiểu chữ. Bạn có thể nhìn thấy ở mặt trước của hộp kem, màu sắc hay ảnh thậm chí là chữ cũng không khác gì nhau luôn. Ở chỗ in ngày tháng sản xuất và hạn sử dụng bên hông hộp kem cũng thế, bạn sẽ thấy chúng in lệch nhau thôi, chứ kích thước chữ, kiểu chữ không khác gì nhau nên cũng không phân biệt được đâu là hàng giả. Mặt sau cũng thế, không thể phân biệt được hàng giả khác hàng thật như thế nào, chúng quá giống nhau. Vì thế mà người bán hàng lâu năm nhiều khi cũng không phân biệt được, chứ chưa nói đến người mua, mua nhầm phải hàng giả như chơi luôn. Nhiều khi xài hết rồi cũng không biết là mình xài phải hàng giả. Cả mọi chi tiết được in quá giống nhau gần như 100% luôn. Nên dù có được yêu cầu kiểm tra hàng trước khi nhận mà không được bóc kem ra kiểm tra thì không thể nhận biết được. Ngay cả tem chống giả được dán ở cạnh hộp cũng giống nhau. Khi nghiêng dưới ánh sáng, chúng cũng phản quang giống nhau. Nên nhìn bên ngoài thì cả hai hộp kem này giống như từ một nơi sản xuất ta vậy. Theo sau đây, mình sẽ bóc hộp kem ra và chỉ cho bạn cách phân biệt sự khác nhau của hàng giả và hàng thật để bạn biết mà mua đúng hàng chuẩn. Để tiết kiệm thời gian cho bạn, mình sẽ thua nhanh đoạn video ở những phần giống nhau mà không thể phân biệt, những chỗ nào khác nhau cần lưu ý thì mình sẽ nói chậm và rõ để bạn có thể biết. Bạn có thể thấy hai tuýp kem trị nám này cũng giống nhau không có khác chút nào cả. Bạn cũng thấy hai cục xà bông rửa mặt màu cam này cũng vậy, màu cam giống nhau, được bọc kín có dán tem và giấy hướng dẫn sử dụng nữa. Hộp kem ban đêm, kích thước giống nhau, đặc biệt là màu sắc hình ảnh và nét chữ y chang nhau, không có gì khác biệt. Chí là tem chống giả cũng vậy, sao mà hàng giả họ làm giống hàng thật quá. Hộp kem ban ngày cũng thế, giống nhau gần như 100% luôn. Quá giống nhau thế này thì bạn có mua nhầm phải hàng giả thì cũng không thể oán trách được. Và để phân biệt được hàng thật hay giả thì chỉ còn cách phân biệt qua chất kem và mùi kem. Mình sẽ chỉ rõ cho bạn biết ngay bây giờ luôn nhé. Mình đã bóc hộp kem ra rồi, bạn đã thấy được sự khác nhau giữa hàng thật và hàng giả chưa? Đầu tiên mình chỉ cho bạn cách phân biệt kem ban ngày. Bên tay trái là hàng thật, chất kem này có màu trắng hơi ngà vàng, chất kem đặc hơn. Ở bên tay phải là hàng giả, chất kem có màu trắng tinh, kem loãng hơn nhiều so với hàng thật. Và bạn phải chú ý ở điểm này, nếu kem giả đã được sản xuất một thời gian thì sẽ có hiện tượng này, còn nếu mới sản xuất thì có thể không nhìn thấy. Ở mẫu kem giả bên trái bạn sẽ thấy kem bị tách nước ra khỏi chất kem. Nếu càng để lâu thì kem tách nước càng nhiều, chất kem rất khác lạ. Bạn có thể nhìn thấy ở đây, nếu kem để lâu hơn thì nước tách ra nhiều lắm và mùi kem rất khó chịu, lúc còn mới thì hàng giả mùi nhẹ nên khó thấy được. Giờ mình sẽ test thử kem lên tay cho bạn xem nhé. Mình lấy một ít kem giả và một ít kem thật để cảm nhận xem nó khác nhau như thế nào. Kem giả bên trái khi thoa lên da có cảm giác bết dít, hơi dính tay và cảm giác dầu nhiều giống như kem trộn vậy. Kem cũng không được mịn, hơi thô ráp, màu khi thoa lên da có vẻ không được đều. Kem thật khi thoa lên da cảm giác nhẹ tay, dễ bôi và dễ tán hơn chứ không bết dít giống như hàng giả. Màu có vẻ cùng đều hơn nhiều. Sau khi tán kem một lúc bạn sẽ thấy sự khác biệt cũng khá rõ, bên kem giả có vẻ bóng dầu hơn nhiều so với kem thật. Đây là kem ban đêm, kem giả bên phải có màu tối hơn hẳn so với kem thật, kem giả có mùi hơi hắc nhẹ, nhưng mà phải để ý kỹ mới ngửi thấy mùi hắc chỉ thoảng qua thôi. Bạn có thể phân biệt được hàng thật giả thông qua màu sắc kem như thế này, nhưng để biết chính xác hơn thì bạn thử kem lên da mới biết được. Mình sẽ lấy một ít kem giả bên phải và một ít kem thật bên trái rồi thoa lên tay để cảm nhận sự khác nhau của chúng. Kem giả thoa một lúc thì có cảm giác kem dầu nhiều giống như kem trộn, hơi bết bết và khó thoa, khó tán đều lên da. Kem thật khi thoa có vẻ nhẹ nhàng hơn, dễ thấm dễ tán vào da hơn rất nhiều. Thêm một lúc nữa thì kem thật thấm hết vào da luôn.
trong khi kem giả thoa mãi mà vẫn chưa thấm hết, cứ bết bết và nổi màu trắng trên da. Mình phải thoa kem giả một lúc rất lâu nó mới chịu thấm vào da được. Bạn có thể thấy được rằng, trong khi kem thật bên trái thấm vào da nhanh và không để lại dấu vết gì, thì kem giả bên phải lại cứ để lại vết trắng bợt bợt nhìn rất khó coi. Đây mới chỉ thoa lên tay thôi chứ thoa lên mặt thì chắc nhìn ghê lắm. Thế là bạn cũng đã biết được kem giả loại thứ nhất có thể phân biệt như thế nào rồi. Tiếp theo mình sẽ chỉ cho bạn cách phân biệt loại kem giả thứ hai, cũng đang được bán nhiều trên thị trường nhé. Đây là hình ảnh khách hàng chia sẻ khi họ thoa kem giả lên tay, có người đã lỡ bôi lên mặt và sưng húp hết cả mặt. Loại kem giả thứ hai này, cũng thế mọi thứ giống nhau từ hình ảnh màu sắc đến kiểu chữ, nhìn bên ngoài vỏ hộp sẽ không phân biệt được hàng giả và thật. Thì có thể thấy được nó khác nhau chỗ mã QR này, của hàng thật được in to hơn, còn mã QR của hàng giả thì in nhỏ hơn. Chỗ tem chống hàng giả này cũng có khác nhau nữa. Bạn nghiêng dưới ánh sáng sẽ thấy được sự khác nhau. Màu dễ phân biệt là từ màu kem chất kem và mùi kem. Ở hộp kem ban ngày, bạn sẽ thấy kem giả màu trắng tinh, còn kem thật có màu trắng hơi ngà ngà vàng. Kem giả có mùi khác với kem thật. Điều đáng sợ là kem giả này đã có những nước dịch màu vàng, bạn có thể thấy nước vàng trong chất kem. Những dịch nước màu vàng này tách ra từ chất kem, nhìn màu vàng vàng thôi là cũng đã thấy sợ rồi, chưa kể là bôi lên da mặt sẽ bị thế nào nữa, nếu như đây là những hóa chất độc hại không rõ nguồn gốc. Mình sẽ test kem lên da, tương tự như kem giả loại 1 thì kem giả loại 2 này khi bôi lên da, cũng có cảm giác bết dít, khó thấm vào da và rất khó tán kem. Bạn cũng sẽ thấy sau khi thoa kem xong, thì hàng giả bên phải sẽ đổ bóng và dầu nhiều hơn hàng thật bên trái. Ở hộp kem ban đêm bạn sẽ thấy màu kem của kem giả bên phải tối hơn, có mùi nồng hơn. Kem giả khi bôi lên da rất bết và khó tán kem cũng khó thấm vào da hơn. Nếu có hai hộp kem thật và giả thì khi bôi lên da bạn có thể dễ dàng cảm nhận được sự khác biệt hoàn toàn. Sau một lúc thì bạn sẽ thấy kem giả đã thấm hoàn toàn vào da, trong khi đó thì kem giả bên phải vẫn còn bợt bợt những vết trắng và lộ rõ vân kem luôn. Tiếp theo mình sẽ chỉ cho bạn cách phân biệt loại kem giả thứ ba, cũng đang được bán rất nhiều mà ít người nhận ra là hàng giả. Và đây là loại kem giả thứ ba, nhìn bên ngoài bạn cũng không thể nhận biết được hàng thật giả thế nào đâu, vì chúng giống nhau gần như 100% luôn. Bạn chỉ có thể nhìn thấy sự khác nhau ở đây, chỗ in mã QR này, bên hàng thật họ in trực tiếp lên trên vỏ hộp giấy. Còn ở hàng giả bên tay phải, mã QR này chỉ được dán đè lên chứ không in thẳng vào hộp giấy. Lại mọi thứ từ màu sắc, đến hình ảnh hay kích thước kiểu chữ đều giống nhau hoàn toàn. Khi mua hàng nếu chỉ kiểm tra bên ngoài thì gần như, mua nhầm phải hàng giả là điều không thể tránh khỏi nếu bạn không có kinh nghiệm mua hàng. Đây là hộp kem bên trong, bạn có thể thấy màu sắc của chúng hoàn toàn khác nhau. So sánh hộp kem ban ngày, sẽ thấy màu của kem giả có màu vàng hơn hẳn, nếu để ý kỹ cũng sẽ thấy được mùi khác nhau. Và điểm khác nhau dễ nhận thấy nhất là kem giả nó quá loãng, chỉ cần nghiêng thôi là kem có thể chảy đổ ra ngoài giống như nước vậy. Trên bề mặt kem giả cũng có những gợn màu trắng, giống như kiểu chất kem bắt đầu bị tách lớp ra vậy. Khi mua kem, về bạn nhớ kiểm tra và để ý những điểm phân biệt hàng giả loại thứ ba này nhé, để không xài kem giả làm hư hết da mặt. Bạn hãy xem lại một lần nữa độ lỏng của kem giả bên phải và kem thật bên trái. Kem giả lỏng như nước luôn. Mình sẽ kiểm tra thử kem khi thoa lên da để biết được cảm giác kem. Kem giả rất loãng nên cũng khá dễ tán kem vào da. Màu sắc kem khi thoa lên da cũng rất khác nhau, kem giả có màu vàng hơn. Bạn cũng sẽ thấy được kem giả bên phải có độ bóng dầu nhiều hơn, độ bóng dầu này rất giống với nhiều loại kem trộn độc hại khác. Kem ban đêm của hàng giả loại 3 này cũng có màu tối hơn, chứ không phải màu sáng trắng như kem thật bên trái. Bạn cũng nên lưu ý và để ý màu sắc kem khi mua hàng để đảm bảo bạn mua đúng hàng chính hãng thì bôi lên da mới an toàn và chỉ hết nắm được. Mình bôi thử hai loại kem thật và giả này lên da để xem thế nào. Cũng có thể kết luận giống như hai loại kem giả trước đó, thì loại hàng giả thứ ba này cũng vậy, kem bết dít, khó tán vào da, khó thấm vào da hơn và để lại những bợt trắng như kem trộn vậy. Hy vọng qua video này, bạn đã biết được phân biệt ba loại hàng giả đang được bán phổ biến trên thị trường, có nhiều shop trộn cả hàng giả và thật để bán, nên bạn nhớ kiểm tra kỹ để mua được đúng hàng chuẩn nhé. Bạn có thể nhắn tin cho shop bên mình theo số Zalo bên dưới để được tư vấn kỹ hơn nhé.